Rồi, hello, xin chào mấy anh trai con thủ ha. Chúc mấy anh trai ngày mới gặp nhiều may mắn cuộc sống ha má. Bữa nay tiếp tục lên mẫu lửa câu dòng chung cho má tham khảo ha. Lửa câu này, dòng này là dòng đuôi ghép nha anh em. Dòng đuôi ghép ha. Dòng này đuôi ghép nha anh em, nhìn thật, em quay thật là kỹ cho anh em nhìn mới thấy ha. Nó chỉ có một chấm nhỏ xíu thôi ha, anh em. Cái mẫu này thì mẫu đuôi ghép này em bán đồng giá là 100 ngàn ha. Thép 2 ly 2, 2 ly 4, 2 ly 8, dài 50, 5 phân rưỡi, 6 phân, 6 phân rưỡi. Tùy anh em thích lấy kích cỡ nào thì báo em ha. Thì em bán giá là đồng giá là 100 ngàn ha anh em. 100 ngàn không bao ship anh em ha anh em. Làm toàn bộ thép xịn nha anh em. Thép lò xo xịn ha. Nên anh em kéo không sợ quát ha anh em. Thì cái mẫu này là cái mẫu Thái nên anh em mẫu số 3 chứ lộn, mẫu này mẫu số 3 ha, nên anh em kéo dịch hay là nhấp dịch hay là kéo gì cũng ok chứ nghe anh em. Mẫu này thì bán nhiều lắm, em có đồng điện nữa nghe anh em. Đồng điện thì em bán 150 ha, đồng điện 150, đồng cỏ là 100 ha. Anh em nào thích em nói lấy đồng điện thì em lấy đồng điện ha. Ha, mẫu này mà mẫu số 3 nghe anh em, mẫu bán nhiều lắm nghe anh em. Rồi tiếp tục lên cho anh em thêm mẫu nữa ha, mẫu mài ốc nha anh em, đẹp lắm ha anh em. Mẫu này ở ngoài bán anh em nhìn là anh em thích lắm, thì gì làm thép rồi so xịn. Tuy là cái dòng này là cái dòng đuôi ghép nên để giá nó dòng chung nó không có quá cao ha, nhưng mà thép là thép xịn nha anh em, bởi vì cái dòng này thì nó làm đỡ tốn công hơn cái dòng đuôi liền lắm, nên em mình để giá cho anh em dễ chơi ha, để anh em để trải nghiệm khi cái dòng lưỡi câu của anh em. Thì cái thép của nó thì anh em cứ yên tâm đi ha, không sợ quát ha anh em. Thì bây giờ mẫu này là mẫu mài ốc ha. Thì cái lưỡi câu bên em thì muốn một khuôn một hoàng nên canh chỉnh nó, thì anh em cứ yên tâm ha, chiên tâm bá đào với mắt ha, đắp cái bụp một cái là lụm đó anh em, cứ yên tâm đi anh em, khỏi cần giặt cũng dính đi anh em, nó bén lắm, bởi vì làm thép này nó bén lắm ha, nó bén lên anh em kéo thôi là ok ha anh em. Rồi mẫu mày ốc ha, anh em nào có điện thì có đặt hàng thì cứ chụp màn hình lại hoặc là nói em mẫu mày ốc anh lấy đúng cho anh em ha anh em. Rồi tiếp tục lên cho anh em thêm mẫu nữa ha anh em, mẫu món heo ha. Món heo này, mẫu này thì anh em là ưa chuộng nhiều nhất ha anh em. Anh em nhìn đuôi nè. Cái mẫu này là mẫu đuôi ghép nha anh em, đuôi ghép nhưng mà thật sự ra là anh em nhìn là như đuôi liền chứ. Thật sự ra nó rất đẹp ha. Tỉ mỉ ha anh em. Không thấy luôn, không thấy lằn ghép luôn ha anh em. Không thấy lằn ghép luôn đó anh em. Rồi bán đồng giá là 100 ngàn ha anh em, thép 22, 24, 24. 26, 28 thì cũng đồng giá cho nghe anh em. Đồng giá là 100 ngàn không mua ship ha. Đồng điện thì bán 150 nghe anh em. Mấy dòng này em bán nhiều lắm. Cái dòng một số anh em lấy 3 lưỡi, 4 lưỡi hoặc là 5 lưỡi. Có khi anh em lấy 10 lưỡi ha. Đó là bình thường ha anh em. Rồi lên cho anh em tham khảo mẫu nữa anh em. Mẫu này mẫu Thái ha. Mẫu này thì anh em thích lắm ha. Nhiều. Mẫu này bán nhiều lắm. Anh em thích mẫu Thái. Em đặt hàng thường thấy anh em đặt mẫu Thái rồi nhiều ha. Một thái món heo đồ trứng gùa rồi anh em lấy đủ mẫu ha, đủ dòng hết trơn nè. Anh em nào muốn trải nghiệm đó thì mình thứ mình lấy một mẫu về nè để mình trải nghiệm thì theo mình ha nè. Mình nhấp dịch thì mình nhấp dịch, mình kéo thì kéo ha. Thì một số anh em thấy anh em lấy đủ dòng hết trơn anh em, mẫu mẫu thái anh em. Anh em cứ yên tâm đồng lưỡi câu bên em đi. Lưỡi câu bên em thì làm toàn bộ là thép lò xo xịn hết nên em kéo không bao giờ sợ quá. Thì cũng một khuôn một em bẻ ra ha, nên em canh chỉnh rồi rất ok, chuyên tâm bá đào với mắt không nha anh em. Anh em cứ yên tâm phần nhảy ha, táp thôi táp bụp cái lụm ha anh em, không cần phải giặt luôn cũng bị dính đó nghe anh em, nó bén nghe anh em, mẫu Thái nha anh em. Rồi tiếp tục lên cho anh em thêm mẫu tham khảo nữa ha. Mẫu nào mẫu lưỡi câu mình câu cá chẽm nha anh em, mẫu cá chẽm ha, mẫu đuôi liền bán đồng giá là một trăm, ở đuôi ghép ha, bán cũng 100 ngàn luôn nha anh em. Mẫu cộng này cộng thép lớn này 2 ly 8 này, anh em kéo cá 4-5 kg bình thường ha, cá chẽm lớn ký mình không sợ ha anh em, không sợ anh em, chẽm lớn ký thì không sợ ha. Và anh em nào mà muốn cá mà từ 10 kg trở lên á thì em cũng có lưỡi luôn ha anh em. Cá từ 10 kg trở lên ha, bằng tay em để ngang nè ha. Anh em coi nè, bằng tay nè, để bít ngang bằng tay ha. Dài lắm nha anh em. Thép to luôn, thép bự luôn á. Cá từ 10 kg trở lên anh em coi cá chẽm 10 kg trở lên hoặc em muốn đi biển hay lấy cái lưỡi này câu cũng có ok ha anh em. Dạ 9 phân ha. Rồi chúc anh em ngày mới nhiều may mắn ha anh em. Hẹn gặp lại anh em ha. Mẫu này và cái mẫu lưỡi lớn là mẫu đuôi liền nha anh em, mẫu đuôi xịn ha. Rồi hẹn gặp lại anh em lần sau ha, chứ sao em lên mấy mẫu lưỡi câu mẫu mới cho anh em tham khảo nha anh em.